chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Trường Mẫn. Trường Mẫn sinh vào ngày 7 tháng 2 năm 1967 là một nữ diễn viên điện ảnh Hồng Kông. Cô được biết tới nhiều nhất qua bộ phim đóng cặp cùng với Châu Tinh Trì như Đỗ Thánh, Tân Tình Võ Môn vào năm 1991 hay Trường Học Uy Long. Trường Mẫn sinh ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì cô đã lọt vào mắt xanh của vợ chồng ông trùm giải trí Hoa Hướng Hoa Cường, từ đây mà chính thức mở ra sự nghiệp diễn xuất đối với cô gái tuổi 18. Ở tuổi 20, trong khi nhiều người đẹp đang loay hoay trong việc tìm kiếm chỗ đứng thì Trương Mẫn đã tự hào với sự nghiệp triển vọng của mình. Bộ phim đầu tay của cô là Tình Anh Thợ Cạo, hợp tác cùng với hai gương mặt tài tử nổi tiếng thời bấy giờ là Trương Ngọc Hữu và Châu Tinh Trì. Dù chưa có kinh nghiệm trong diễn xuất, vai diễn đã giúp cô đoạt giải diễn viên mới triển vọng tại giải thưởng điện ảnh Kim Long của Hồng Kông. Có thể nói, tôi may mắn khi sự nghiệp luôn suôn sẻ như được trải thảm ngay từ đầu. Tôi đã hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy bị ngợp với lịch làm việc dày đặc và luôn bị vây quanh và làm phiền, nữ diễn viên đã từng chia sẻ. Giai đoạn năm 1990 cũng là thời kỳ mà làng giải trí Hồng Kông chứng kiến sự thăng hoa của hàng loạt nhan sắc trở thành biểu tượng tận sau này. Về phía Trương Mẫn thì cô đã được truyền thông đã không ngớt lời ngợi khen và đặt cho biệt hiệu ngự tỷ, chỉ những người con gái tài sắc vẹn toàn và giỏi trong mọi lĩnh vực. Cũng nhờ sự cốt trên mà Trương Mẫn đã được giới làm phim lẫn công ty quản lý săn đón nhiệt liệt. Trong số đó, tài tử Châu Tinh Trì, người nổi tiếng kiêu chảnh, đã không dưới 3 lần chủ động liên hệ để mời cô hợp tác. Đáp lại thành ý của đàn anh thì nữ diễn viên đã gật đầu và đồng ý. Trong giai đoạn kế tiếp của sự nghiệp, Trương Mẫn đã gắn tên tuổi của mình với dòng phim của Tinh Gia. Cô hợp tác tổng cộng 12 bộ phim, trở thành tinh nữ lang xinh đẹp nhất trong các bộ phim do anh sản xuất Trạng Nguyên, Tô Khất Nhi, Lộc Đình Ký, Trường Học Uy Long, Thần Bài. Với số lượng phim này, cô cũng đã trở thành nữ diễn viên đóng nhiều phim nhất của Châu Tinh Trì từ trước tới nay. Trương Mẫn đã sở hữu vẻ đẹp vừa sắc sảo lại vừa thanh tao nhã nhặn, đôi lông mày lá liễu cùng với cặp mắt biết nói đã giúp cho cô thu hút mọi ánh nhìn. Nữ diễn viên đóng phim Châu Tinh Trì rất nhiều nhưng xét về nhan sắc thì chỉ duy nhất Trương Mẫn là đẹp nhất theo tờ On nhận định. Ngoài các dự án của Tinh Gia thì nữ diễn viên họ Trương còn ghi tên mình vào hàng ngũ minh tinh hạng A của showbiz xứ Cảng khi tham gia vào các dự án Võ Hiệp Ăn Khách Hồng Kông thập niên 1990 như Thiên Long Bát Bộ, Thiên Sơn Đồng Lão năm 1994, Ý Thiên Đồ Long Ký, Ma Giáo, Giáo Chủ, Võ Hiệp Thất Công Chúa, Phi Hồ Ngoại Truyện, Hoàng Phi Hồng. Sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Trương Mẫn đã đột ngột đưa ra thông báo giải nghệ để tập trung vào kinh doanh. Thông tin này đã khiến cho nhiều người bất ngờ, giới truyền thông đã nhiều lần liên hệ phỏng vấn, song người đẹp đã từ chối chia sẻ. Từ bỏ hào quang, Trương Mẫn đã cùng với một người bạn hợp tác kinh doanh ở nhiều lĩnh vực thẩm mỹ, thời trang, bất động sản. Nữ diễn viên đã tin rằng danh tiếng của mình sở hữu bao năm sẽ giúp cho cô làm kinh tế thuận lợi. Tuy nhiên thì giai đoạn cô đầu tư kinh doanh đã rơi vào thời điểm khủng hoảng kinh tế khiến cho công việc lao dốc. Một số nguồn tin, nữ diễn viên đã lỗ vài chục triệu đô la Hồng Kông cho những dự án thất bại. Xinh đẹp tài năng, song Trương Mẫn cũng như nhiều người đẹp trong làng giải trí đều vướng phải kiếp hồng nhan, đa chuẩn khi trải qua những cuộc tình đổ vỡ. Nữ diễn viên đã từng trải qua không ít cuộc tình với các tài tử, nhà sản xuất trong showbiz có tiếng như Uông Vũ, đạo diễn Lý Kiện Sinh, Trương Kiện Vĩ, Hướng Hoa Thắng hay nổi tiếng nhất là Châu Tinh Trì nhưng đều đổ vỡ. Sau nhiều cuộc tình thất bại thì Trương Mẫn đã trở nên nhạy cảm, hạn chế tiếp xúc với người ngoài. Người đẹp đã quyết định rời Hồng Kông và trở lại Bắc Kinh để gây dựng sự nghiệp từ đầu. Cũng thời điểm này thì Trương Mẫn đã nảy sinh tình cảm và kết hôn cùng với Lưu Vĩnh Huy, người quản lý cũ của cô vào năm 2013. Cả hai đã trải qua 10 năm yêu nhau trước khi trở thành vợ chồng. Cuối năm 2017, Trương Mẫn đã bày tỏ ý định tái xuất làng giải trí sau gần 20 năm vắng bóng. Ở độ tuổi ngũ tuần thì người đẹp một thời gây ấn tượng với phong cách cá tính từ mái tóc tém đến những bộ cánh diện ở trên người cũng đầy trẻ trung và năng động. Trước đây, tôi là người rất cá tính, mạnh bạo trong suy nghĩ và lời nói. Giờ đây thì tôi đã mềm mỏng hơn, bản thân đã tìm thấy sự an yên ở trong chuyến đi tới Tây Tạng. Đôi lúc thì tôi còn rất trầm mặc nữa, tôi đã giác ngộ ra được rất nhiều thứ, Trương Mẫn chia sẻ.
Trong 10 năm qua, thì người đẹp cũng đã xây dựng sự nghiệp kinh doanh của mình ngày càng phát triển. Cô được bầu chọn một trong những top nữ doanh nhân tiêu biểu tại Bắc Kinh, sở hữu tài sản ước tính hơn 100 triệu nhân dân tệ. Dù vậy, thì Trương Mẫn vẫn luôn tỏ ra kín tiếng về đời sống. Theo Sina, Trương Mẫn là nữ diễn viên không thể khai thác thông tin nếu như cô không chủ động chia sẻ. Ngoài giờ làm việc, cô đã trở về nhà, tắt điện thoại để tránh làm phiền. Người đẹp đã thỉnh thoảng tổ chức đi du lịch cùng với bạn bè và tỏ ra không thoải mái khi bị nhiều người nhận ra xin chụp ảnh. Về sự nghiệp điện ảnh, cô đỗ vào lớp đào tạo diễn viên của đài ATV năm 1986 khi cô đang phát tờ rơi quảng bá cho Hoa hậu Hồng Kông năm đó thì vô tình được vợ của Hướng Hoa Cường bắt gặp và liền mời cô gia nhập công ty. Cô là diễn viên đầu tiên của công ty Hướng Hoa Cường. Bộ phim đầu tiên vào năm 1986 cô đóng cùng với Lưu Đức Hòa. Bộ phim tiếp theo vào năm 1989, Tình Anh Thợ Cạo đóng cùng với Châu Tinh Trì. Lúc này Châu Tinh Trì chưa nổi tiếng. Với bộ phim này thì cô đã giành được giải diễn viên mới triển vọng. Năm 1990 thì Trương Mẫn, Châu Tinh Trì đã đóng Đỗ Thánh. Bộ phim đã lập tức phá kỷ lục phòng vé, đưa tên tuổi của Châu Tinh Trì, Trương Mẫn lên hàng sao. Trong thời gian đỉnh cao sự nghiệp, Trương Mẫn và Châu Tinh Trì đã đóng cặp với nhau tổng cộng hơn 10 bộ phim và bộ phim cuối cùng vào năm 1994. Sau năm 1995, cô đã rút khỏi ngành giải trí và tập trung vào công việc kinh doanh. Trong thời gian 8 năm, kể từ năm 1986 đến năm 1995, cô đã tham gia gần 70 bộ phim, tất cả hầu như đều là vai chính. Đỉnh điểm năm 1992, cô tham gia đóng trong 15 bộ phim, kỷ lục mà chưa diễn viên Hồng Kông nào có thể làm được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.